Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, các nhà tử vi học đã dự đoán tuổi Ất Mão sẽ có vận may trúng số trong đầu tháng 5. Tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trong phần luận giải về tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho những người tuổi Ất Mão về vận hạn của mình trong tháng 5. Qua việc nắm bắt được thiên cơ, quý vị hãy dựa vào đó để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình được giàu sang, phú quý. Đồng thời, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho những người tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch. Còn bây giờ sẽ là phần luận giải về lá số tử vi cho những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động. Họ là những người thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng và hạnh phúc. Họ làm việc không bao giờ cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không bao giờ để ý đến nữa. Người tuổi Mão sinh năm 1975 trong tháng này gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng này. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính chuyện lâu dài. Xét về thiên can, Ất Âm Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Ất Mão. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến. Sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng Bính Ngọ dường như công danh sự nghiệp của quý vị gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, cần phải chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội để phát triển tốt đẹp, có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt, rất dễ bỏ lỡ thời cơ. Thành quả tuy có được nhưng cũng chưa tới mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải là quá may mắn với bạn. Môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, hợp tác với những người khác thì bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến áp lực kèm theo không ít, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần để đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 5 âm lịch mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho tuổi Ất Mão, thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thực sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó. Gia chủ cũng cần phải chú ý có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè. Nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện nên quý vị gia chủ tuổi Ất Mão cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề về tiền bạc đúng và không nên đầu tư tất cả tiền bạc của bạn vào một dự án duy nhất mà nên phân tán để giảm thiểu rủi ro.
Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi, nhòm ngó. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm nào tiềm ẩn lớn đối với sức khỏe của quý vị. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp được thầy, gặp đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ tuổi Ất Mão cần phải tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt chính là làn da, mái tóc, bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này báo hiệu, dù là nam hay nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà bị thu hút. Nếu gặp được người này, cần phải chủ động nắm bắt, đừng dễ dàng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề gia thất, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều vấn đề về những đứa con của bạn. Bạn chính là người cha, người mẹ trong gia đình và tốt nhất hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Ngoài ra đào hoa vượng cũng có thể gây ra tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc là gây mâu thuẫn khó hòa giải. Chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1975 trong tháng 5 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.